Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Tiếp đến với bộ phim Ma Ký Kể ngày hôm nay á, thì mình xin phép á, tóm tắt lại cốt truyện cho những bạn á, chưa xem phần 1 cũng có thể hiểu ở mức cần thiết để mà khi qua phần 2 không bị bỡ ngỡ ha. Phim kể về Thư, một nữ sinh mất do não phá thai. Khi mà cô mất á, do oán khí quá nặng, không thể siêu thoát, nên cô quay về nơi mình sinh sống, hằng đêm cứ hiện về và ám những người xung quanh. Nhắc đến đoạn cuối phần 1 là đội trừ tà của bà Thủy, tức là bà thuê nhà, đã không thể trấn áp được Thư hết cách. Bà Thủy đành nhờ đến một vị pháp sư cao tay hơn. Được biết đó là ông này là ông thầy của cái ông mà giả dạng Tôn Ngộ Không ở phần 1 mà mình kể mọi người. Ông này á, ổng đòi tới 100.000 pass, tương đương với 64 triệu Việt Nam đồng. Mà tại thời điểm bối cảnh của phim lúc bấy giờ, tức là 20 năm rồi, thì mọi người cũng hình dung ra được cái khoản tiền này nó lớn khủng khiếp tới nhường nào rồi phải không? Mình thắc mắc á, là tại vì mình cũng thường hay nghe chuyện ma. Trong chuyện ma có đề cập đến những vị thầy pháp sư chân chính là họ giúp người á, thì việc đầu tiên người đó phải có duyên với họ đã. Rồi cái thứ hai á, họ chỉ lấy tiền mua lễ vật thôi chứ không đòi đến bất kỳ một khoản tiền nào khác. Nên là khi mà nghe được cái chi tiết mà ông thầy trong phim á, ông mở miệng ra đòi tiền là mình thấy ông hơi gian rồi đó. Ông thầy á, lúc đầu là ông tưởng dễ chơi, ông mới kêu đệ tử á, là vào gói cái xác và khinh đi đi. Chứ làm gì mà phải trừ tà, ông không thấy bất kỳ một hiện tượng tâm linh bất thường nào ở đây cả. Giây phút mà đệ tử ông á, đụng vào cái xác của Thư á, thì đột nhiên cái xác nó lại nhúc nhích và cái cánh cửa phòng của 609 á, nó đóng sầm lại. Trong phòng đột nhiên có gió. Lúc này ông thầy bắt đầu nổi da gà rồi. Ông lấy từ trong túi ra một cái cuộn chỉ màu trắng để mà niệm và kêu đệ tử là lấy cái cuộn chỉ này quấn cái xác lại. Mà vừa niệm là tay ổng vừa run cầm cập vậy nè mọi người. Nhưng bọn đệ tử đâu ai dám tiến lại gần cái xác đâu mọi người, nên là ổng cũng đành đích thân ổng ra tay. Cái mà ổng tiến lại gần thì ánh đèn của căn phòng nó vụt tắt. Ổng cũng sợ rồi ha, nhưng mà ổng ổng vẫn lấy con dao mà ổng chuẩn bị sẵn trước đó, ổng gặp vào cái xác của Thư. Nhưng vô tình cái hành động này nó lại giải thoát cho Thư. Thư lúc này đã thoát ra khỏi được cái xác rồi, là hiện hình dưới bộ dạng của một quỷ nữ. Mặt thì tái nhợt, đầu tóc thì rũ rượi, con ngươi thì trắng dã. Và chi tiết đặc biệt khiến mình rợn người đó là máu ở vùng bụng của cô thì chảy lênh láng, ướt đẫm cả cái áo bên ngoài. Con quỷ nhảy bổ vào ông thầy, cầm con dao đâm vào ổng. Khúc này là cả nhóm hoảng loạn hết rồi, hai đệ tử thì có, hai đệ tử kia chạy, còn ông thầy á thì cũng lụm được nửa cái mạng của mình mà ráng lết ra khỏi phòng xá lệ chính. Lũ khốn nạn các ngươi muốn thoát khỏi ta, giờ đến được ta, ra khỏi cái nơi chật hẹp này. Quỷ nữ lên tiếng, hai đệ tử chạy trước ấy, chạy tới cái khúc cầu thang cũ của chung cư. Với điều kiện thiếu sáng nữa, mà chạy xuống tới góc rồi á thì là có con quỷ nữ đang chờ họ ở đó. Họ đành vội vã bọc đầu chạy đường khác, chạy tới một cái dãy hành lang cũ thì quỷ nữ bao vây ở hai đầu, cách chạy rất là kinh dị, chạy bạt mạng vào họ. Tới mức á mà hai thằng đệ tử á, sợ tới nỗi phải nhảy ra khỏi lan can để mà thoát thân. Về phần ông thầy pháp á là ổng cũng hên cho ổng là ổng phước lớn mạng lớn. Ổng được vị đệ tử còn lại của mình á dìu lên xe và thoát ra khỏi chỗ đó. Bà Thủy á, thì vội vã chạy về phòng của mình, gõ cửa bập bập bập, kêu ông chồng của mình ra mở cửa lẹ lẹ hốt bả vô nhà. Ông Toàn bình thường á là do bà Thủy cũng hay là mắng nhiếc ổng nên là ổng cũng ghim bả trong lòng rồi. Hôm nay được dịp thấy được cái bộ mặt hoảng sợ tái không còn một giọt máu của vợ mình á, nên là cũng tranh thủ móc bả vài câu trước khi mở cửa. Tôi đã nói gì nào? Tôi đã nói là bình thường và làm ít việc thất đức lại mà. Khi vào trong căn nhà, bà Thủy tưởng mình thoát nạn ha, lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị vào nhà vệ sinh để mà rửa mặt. Nhưng mà vừa vặn nắm cửa của nhà vệ sinh đẩy vào thì con quỷ đã đứng ngay chỗ đó. Quỷ nữ giờ quá lộng hành rồi, mình có cái cảm giác như là không gì có thể chấn được nó nữa ấy. Ông Toàn và bà Thủy á, khi mà chứng kiến cái cảnh đó thì chỉ biết quỳ lại ở bàn thờ Phật trong nhà, với hy vọng á, là mong cho con quỷ nữ tha mạng cho mình và rời khỏi đó. Ở một diễn biến khác á, mình chàng Sharp Boy lúc đầu á là đang đi du học, gọi điện thoại về nhà và xin được về nhà, thì ra là do điều kiện du học đã khiến cho
anh ngày càng dấn thân vào tệ nạn, và trước đó một ngày á là anh đã được đưa vào bệnh viện do bị sốc thuốc. Khách trọ dần dần chuyển đi, người ba dưỡng của Thư lúc này lại xuất hiện. Ông lại quay về tìm Thư, và ông không ngờ nhất chính là người mà ông giở trò đòi bại hiện tại á lại không còn là người mà đã trở thành một con quỷ nữ. Nợ mới thù cũ, quỷ nữ trả lại hết cho ổng luôn, khiến ông cha dưỡng á hoảng loạn chạy ra khỏi khu chung cư mà không dám quay đầu lại luôn. Khúc mà ổng lên xe chạy đi thật xa rồi á, quỷ nữ cũng khiến ông lật xe và mất mạng tại ngã tư luôn. Do oán khí quá nặng, hàng đêm Thư tại căn phòng 609 lại lặp lại cái tình trạng xuất huyết tới chết do não phá thai của mình. Tiếng thét của cô vang vọng khắp tòa chung cư cũ. Có một chị làm tóc ở lầu dưới do quá bất lực vì dạo này khách đã không có, mà nay hên có một vị khách tới ủng hộ mà bị tiếng thét của Thư á làm hù cho bỏ đi. Quá tức giận, quá bức xúc đã lên tiếng chửi rủa Thư. Cùng với tiếng thét, máu của Thư chảy ra không ngừng. Máu chảy xuống cầu thang, chảy ra khắp hành lang, thậm chí là chảy vào từng khu chung cư của những vị khách thuê còn lại. Oan hồn của Thư trực tiếp ghé thăm chị chủ tiệm tóc, ghé thăm vợ chồng bà Thủy, chịu đựng suốt một đêm dài. Cuối cùng khu chung cư cũ đã không còn một ai nữa. Những người còn lại là do không có nơi để đi, hoặc là không đủ tiền để mướn, hoặc là thuê một cái chỗ nào khác. Ngay cả ông Toàn, chồng bà Thủy, sau lần ghé thăm trực tiếp đó của Thư, cũng đã vội vã xách hành lý và bỏ bả ra đi. Trong lúc tuyệt vọng thì bà Thủy gặp được ông cha xứ. Ông này là chủ động tìm tới nơi đây để mà ngỏ ý được trừ tà. Và đương nhiên, chuyến trừ tà này là free. Lúc đầu khi mà nhìn thấy con quỷ là ông cha xứ, là ông cũng đã hoảng sợ, ông chạy ra khỏi phòng một lần rồi. Nhưng mà sau đó, vì chức trách của mình, nên ông đành phải quay trở lại mà trừ tà. Thì kết quả của buổi trừ tà đó thì không nằm ngoài dự kiến của tất cả chúng ta luôn. Buổi trừ tà thất bại. Ông cha xứ ông lấy kinh thánh ra đọc ha. Là lúc đầu quỷ nữ còn tỏ ra đau đớn, nhưng mà sau đó là ngồi bật dậy, ngồi nghe ông đọc kinh thánh. Cái kiểu mà tỏ ra cái kiểu là không hề bị tác động gì ấy mọi người. Sau đó quỷ nữ còn ói một cái chất lỏng màu xanh nhớt nhát lên mặt vị cha xứ. Đứng phắt dậy, lấy cái cây gậy của ông tôn ngộ không để quên á, đánh túi bụi vào ông cha xứ với lại người đệ tử đi cùng với ổng nữa. Cá nhân mình thấy á, ngay tại lần chạm mặt đầu tiên, khi mà ông cha xứ ổng nhìn thấy con quỷ mà ổng đã bỏ chạy á, tức là cũng chứng tỏ ông cha xứ đó không đủ năng lực rồi. Muốn gỡ chuông là phải tìm người buộc chuông. Minh lúc này đã về nước, việc đầu tiên anh làm á, là đến thăm Thư và ngỏ ý muốn được sống chung với Thư. Nhưng mà anh nào ngờ Thư lúc này đã không còn là người nữa. Một lần nữa, sự xuất hiện của Minh ở đây đã nháy lên sự tò mò trong lòng của những vị khách thuê trọ còn lại của khu chung cư cũ này. Trong một lần tình cờ xuống gọi đầu thì Minh nghe được qua lời của chị chủ tiệm tóc là ở căn phòng anh đang ở 609 có một con quỷ nữ chết trên não phá thai. Hằng đêm cứ hiện hồn về và kêu lên những cái tiếng rất là oán thán kinh dị. Sau khi trở về Minh dù không bận tâm mấy đến những cái lời của chị chủ tiệm tóc, nhưng căn bản những cái lời đó nó đã đi vào trong tai của mình. Trong một lần phê pha ma túy, mình chơi ma túy, thì anh nghe được tiếng động từ cánh cửa tủ gần đó. Và tự nhiên cái cánh cửa tủ nó hé mở, bỗng nhiên từ trong đó có một cái xác có quấn khăn màu trắng ngã sập xuống. Nhìn kỹ lại thì ra đó là cái xác đã thối rữa của Thư. Nhưng khúc này là do Minh đang nằm mơ thôi mọi người. Biết được chị chủ tiệm tóc nói với mình những cái lời này, oan hồn của Thư đâu có tha mà xuống trực tiếp mà dằn mặt luôn nha. Tuy là không gây thiệt hại về mạng người, nhưng mà mọi người nghĩ đi, chị chủ tiệm tóc có còn một cái giọt máu nào trên mặt không? Còn dám hó hé ra lời nào nữa không? Giờ toàn cái khu chung cư, tính luôn bà chủ nhà, chỉ là vỏn vẹn chưa tới 10 người. Trong suốt chuỗi ngày ở chung với Thư á, thì Minh cảm thấy ở cô có cái gì rất kỳ kỳ rồi. Và anh liên tục á, là gặp phải những cơn ác mộng không ngừng. Những lần á, mà Minh định tiến thêm một bước với Thư á, thì đều bị cô từ chối. Con trai mà, khi mà không giải quyết được á, thì sẽ bứt rứt rạo rực trong người thôi.
và trong một lần tình cờ đi mua cháo dưới chung cư, Minh gặp được Nga, một cô em nóng bỏng với sở thích là bận áo ôm xếp body 2 giây. Nga là người chủ động câu dẫn Minh và họ đã làm chuyện có lỗi với Thư tại một rạp phim cũ. Oan hồn của Thư thì dư sức biết điều đó. Mà đối với một cô gái bình thường đi, thì mình nghĩ chuyện này những người con gái rất là nhạy, làm gì mà không biết được. Thư trả thù một cách rất là thâm và rất là con người luôn nha mọi người. Cô mua đúng cái tô cháo ở cái tiệm cháo mà Nga phụ bán. Trong lúc Minh đang ngủ thì cô cột tay cột chân của Minh lại ở bốn góc giường. Khúc này hơi bậy, mình cân nhắc mọi người trước khi nghe. Mình cảnh báo rồi đó nha, là sau khi Minh tỉnh là Thư ở cuối giường từ từ cởi quần của Minh ra. Cô hỏi có phải là anh thích những thứ nóng bỏng, nhiệt huyết không? Chưa kịp đợi Minh trả lời, Minh lúc này là đang trưng ra một cái vẻ mặt rất là tận hưởng nha. Chưa kịp đợi Minh trả lời, cô đổ thẳng một tô cháo nóng vào hạ bộ của anh. Thì Minh lúc này chỉ biết gào hét trong đau đớn thôi. Không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó ha. Chỉ biết là sáng hôm sau, bà Thủy và ông bảo vệ khóa nốt những căn phòng chung cư cũ do không còn khách thuê á, thì nghe được nơi phòng 609 có tiếng kêu cứu rất là thảm thương. Minh lúc này dưới tình trạng á, là bị khóa tay khóa chân, lết ra khỏi cửa phòng để cầu cứu, nhưng bị lôi ngược vào lại trong căn phòng. Rồi đột nhiên oan hồn của Thư chạy cọc 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 ra, dí theo bà Thủy và ông bảo vệ. Để mình mô tả thử cái kiểu chạy đó cho mọi người dễ hình dung nha. Mọi người đã từng nhảy qua bao bố chưa? Thì đó, nó như cái kiểu mà xách cái bao bố lên mà nhích từng bước nhỏ vậy đó. Chưa hết, đương nhiên hồn ma của Thư đâu có dễ dàng tha thứ gì cho Nga. Cô dụ Nga lên nhà và nhập vào Nga. Minh lúc này là đang nằm trên giường, nhưng mà dưới tình trạng là cụt mất hai chân rồi. Minh đã bị Thư cưa mất hai chân rồi mọi người. Cưa từ phần đầu gối cưa xuống. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hơn là khúc này, ông pháp sư, ông tới kịp. Ông làm phép và tìm ra được cái xác của Thư được giấu trong tủ. Và theo mình thì cái xác đó chính là nguồn cơn và là cách để mà ngăn cản Thư lại. Dán một cái tấm bùa màu đỏ lên trên cái xác. Khi mà niệm xong thì lúc này Thư cũng đã xuất ra khỏi thân xác của Nga. Chở theo một tí là Nga tiêu đời rồi đó mọi người. Nhưng điều khiến mình tức nhất phim chính là cái đoạn này nè mọi người. Biết được sự nguy hiểm và gian khổ của việc thu phục thì hãy làm ơn cẩn thận trong quá trình vận chuyển cái xác đi mọi người ha. Nhưng mà không, ông đạo diễn kiểu anh đây là anh muốn làm một cái series dài phần cho cái chuyện ma này, nên là mọi người hình dung đi ha, khi mà thu phục được cái xác rồi á thì để cái xác ở ngoài sau cái xe chở hàng ấy, cái loại mà không có mùi ở ngoài sau, rồi gặp hai thành đệ tử mà canh xác á là như kiểu mà đang tuổi ăn tuổi lớn hay gì á, cứ mãi lo chill chill ngắm cảnh thành phố. Còn sư phụ thì đang bận ngồi ngoài trước và niệm kinh. Bà Thủy là người lái xe. Tấm bùa phong ấn cái xác á, nó phất phơ trong gió vậy nè. Mình nhìn mà mình còn yếu tim dùm luôn á. Thì chuyện gì tới nó cũng phải tới. Thế là tấm bùa màu đỏ bay đi theo gió. Chị Thư đã hiện hồn về, ám luôn nguyên một cái xe, làm cái xe lật cái nhóm người trong cái xe đó. Thiệt mạng hết trơn luôn. Thư một lần nữa quay về lại căn chung cư, về căn phòng 609 của mình. Chưa hết, có một sự thật mà cuối phim mới tiết lộ cho chúng ta biết, đó là Minh đã chết cách đây một tháng rồi. Tức là cái lần đầu, mọi người nhớ không, cái lần đầu mà Minh gọi về cho gia đình ngỏ ý muốn được xin về nước, hôm trước đó là anh đã được đưa vào viện do sốc thuốc. Thì mình nghi chính cái lúc đó là Minh đã mất rồi. Khi mà Minh về ở chung với Thư cái giai đoạn đó, tức là hồn ma của Minh trở về chứ không phải là Minh nữa. Và Minh chưa biết mình đã chết. Cuối phim thì hai anh chị lại quay trở về với nhau trong khu chung cư cũ đó, trong căn phòng 609 đó. Rồi máy quay lia chậm qua từng căn phòng, qua từng tầng lầu. Không gian thì ảm đạm với không một bóng đèn sáng nào cả, chứng tỏ là không còn một vị khách trọ nào dám ở đó nữa. Và thế là hết phim. Cá nhân mình thì thấy Minh không hẳn là một người xấu. Bằng chứng là anh vẫn biết hối hận về hành động của mình. Có thú tội, có cầu xin sự tha thứ của Thư.
Và khi mà anh bị ép đi du học á, anh vẫn ngỏ ý là muốn quay về và ở chung với Thư. Có thể là Minh thật sự thích Thư, ghi nhận là như vậy thôi ha. Nhưng mà Minh cũng đáng trách khi mà đã thực hiện hành động có lỗi với Thư. Mình nghĩ là trong một mối quan hệ nghiêm túc, không thể lấy bất kỳ lý do như là đối phương không thể thỏa mãn bản thân mà ra ngoài làm chuyện có lỗi được. Còn về phần Thư á, thì mình nghĩ do tính cách lầm lì ít nói nên những cái bạn hướng nội nói chung á, là khi mà xảy ra chuyện á, thường sẽ không biết kiếm ai để trò chuyện nè, không biết kiếm ai để chia sẻ nè. Từ đó là sẽ không có cái nhìn thoáng hơn về mọi thứ. Dẫn đến về lâu về dài á, là sẽ bị trầm uất, thậm chí á, là xảy ra những cái chuyện rất là đáng tiếc nữa. Thư đáng thương chứ. Nhưng mà do coi phim á, là những cái cảnh hù của Thư á, là mình bị giật bánh người. Từ đó là mình cũng văng luôn cái đáng thương của Thư ra ngoài. Nhưng phải nói lại là Thư thật sự đáng thương. Một đứa trẻ bị lạm dụng từ nhỏ là chắc chắn tâm lý đã bị tổn thương rồi. Từ đó dẫn đến những cái khiếm khuyết nè, những cái méo mó trong suy nghĩ nè. Từ đó chọn cho mình lối sống khép mình lại. Thiệt sự mọi người, mấy cái cảnh hù trong phim á, là bộ phim này mình coi đi coi lại rất là nhiều lần rồi ha. Và khi mà định kể bộ phim này lên là mình phải coi thêm một lần nữa. Lần này là phải coi kỹ để mà khi kể mình không bị sót ý ấy mọi người. Tới những cái cảnh hù, mình biết giây sau ông đạo diễn thế nào cũng sẽ cho hù, nhưng mà vẫn cứ bị giật mình nha mọi người. Phim thì nó có nhiều phần sau, nhưng mà cá nhân mình thì mình vẫn ấn tượng nhất phần đầu của phim đây. Vì những cái phần sau á, mình thấy nó không có kinh dị mà nó lại còn hài hài nữa. Không biết nữa nha, nhưng mà cá nhân mình á, khi mà đối với một cái trải nghiệm xem phim nào đó, nhất là phim kinh dị á, là mình không muốn có một yếu tố nào như là yếu tố hài pha loãng cái bộ phim kinh dị mà mình đang xem. Nó sẽ làm mất cái chất kinh dị của bộ phim đi. Ok, đó là bộ phim ma đầu tiên và mình rất là muốn chia sẻ cho mọi người. Mình hy vọng á, là ở video này mình kể đủ hay để mà mọi người có thể hình dung ra được những chi tiết rất là hay của bộ phim ha. Và mình cũng rất là cảm ơn mọi người đã xem hết chiếc video này của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở tuần sau ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.